chú là cấy là 4 răng và 3 trụ toàn bộ của cái công nghệ của mình. Chú thấy là không đau. Chú là Nguyễn Tiến Tân, năm nay là chú 63 tuổi. Chú đến từ quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Cái răng của chú thì trước đó là cái hàm dưới của chú còn, nhưng mà cái răng cửa của cái hàm trên thì là chú còn 6 cái. Thế còn hai bên còn lại toàn bộ từ cái răng số còn lại mỗi bên là 4 cái, là đợt này là chú đến chỗ Lạc Việt này là chú cấy mỗi bên là 4 cái của hàm trên. Đấy, hiện nay là chú đã bên các bác sĩ đã là giúp chú là làm được một bên rồi. Trước đó là chú phải nắp một cái hàm giả. Một cái hàm giả thì chú chỉ ăn được một bên thôi. Ta muốn là nắp hàm giả cả hai bên. Nhưng mà khi mà cái công nghệ chú này là bệnh nhân là chú lại bị tiểu đường và huyết áp. Thế đến một số chỗ thì là những cái năm trước thì nó không nhận. Bây giờ thì nhiều chỗ này lại nhận. Thì hôm chú đến đây chú khám và chúc các bác sĩ kiểm tra thì bác sĩ bảo là chú làm được. Khi chú Tân đến thăm khám tại nha khoa Lạc Việt Intech, chúng tôi đã khai thác tiền sử và phát hiện chú Tân có bệnh cao huyết áp và tiểu đường. Vì thế, để cấy ghép implant thì chúng tôi sẽ phải lên một kế hoạch thật chi tiết, tỉ mỉ và kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn về sức khỏe toàn thân cho chú. Lạc Việt thì thực tế là nói là Lạc Việt là rất nhiều thông tin trên bạn bè với anh em là người ta giới thiệu. Và cái hai là trên đã đài truyền hình đã đưa tin là VTV1, chú thấy trên VTV1 đã đưa tin, bạn bè nó cũng giới thiệu, một số người cũng làm ở đây, thế chú thấy là tin tưởng ở đây. Trước khi cấy ghép implant, chúng tôi sẽ thăm khám tổng quát, đánh giá tình trạng trong miệng, chụp phim 3D, CT côn beam để đánh giá tình trạng xương, mật độ xương, chiều cao xương của chú Tân. Đồng thời chúng tôi sẽ làm các xét nghiệm sinh hóa, tiểu đường, huyết áp để đánh giá chính xác tình trạng bệnh tiểu đường của chú tại thời điểm cấy ghép như thế nào và sẽ phải điều chỉnh làm sao để phù hợp với tình trạng cấy ghép implant. Trước khi tiến hành cấy ghép implant, chú Tân cũng có chia sẻ rằng chú rất là sợ đau và sợ chảy máu sau khi làm. Tuy nhiên, tại Lạc Việt Intech chúng tôi sử dụng công nghệ USI độc quyền của Hoa Kỳ, sẽ sử dụng sóng siêu âm cao tần tạo lỗ chờ implant, không cần phải khoan, cắt hay lật vạt lợi. Vì thế sẽ đảm bảo cho khách hàng không sưng, không đau, không chảy máu sau quá trình điều trị. Chú là cấy là 4 răng và 3 trụ. Thì hiện nay là toàn bộ của cái công nghệ của mình. Chú thấy là không đau. Chú cứ nói đúng mức là không đau. Chú về cũng không uống thuốc giảm đau tí nào. Chú mua 2 đợt thuốc giảm đau là không uống một viên nào. Thì hiện nay chú đã làm thành công một bên. Chú cảm thấy rất thoải mái, ăn uống rất thoải mái. Ngay cả cái trạng thái như bây giờ là chú cảm như là một cái hàm bình thường. Chú thấy trang thiết bị hiện đại, thái độ ân cần, chú đáo, với lại tận tình, ngay cả thư gửi. Chú thấy cái thái độ của bọn cháu là chú đáo. Ngay cả từ cái cách phục vụ cho là tiếp đón, rất lịch sự. Chú thấy là cái hợp lý, cảm thấy bỏ đồng tiền là nó xứng đáng, hợp lý. Chú là bị 13 năm tiểu đường. Đúng là tiểu đường của chú là bị 13 từ năm 2008 là chú đã bị tiểu đường rồi. Trong những cái người bệnh ý, thì hay nghi ngại là khi tiểu đường huyết áp, trước kia thì không làm được. Nhưng tôi thấy là bây giờ là những cái chuyện đối với đường Lạc Việt là cái chuyện ấy tôi làm là quá an tâm luôn. Thứ nhất là làm không đau, cái thứ tận tình. Cái thứ ba nữa là làm hiện nay là thành công. Mọi người cứ an tâm, đến Lạc Việt là sẽ thành công. Lạc Việt Intech dẫn đầu chất lượng điều trị.